Hoàng Phát và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình kết nối những yêu thương. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Khánh Hằng. Mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin trên lĩnh vực giao thông. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng vừa tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hội đồng chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác sử dụng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của tổ chuyên gia và các bên liên quan nhằm rà soát, sớm hoàn thiện tồn tại nhỏ còn lại, sớm hoàn thành hồ sơ nghiệm thu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự án khai thác đảm bảo phương án tài chính. Dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự án có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng với chiều dài 78,5 km đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Giai đoạn 1 có quy mô mặt cắt ngang là 17 m, 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h. Giai đoạn 2 có quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100-120 km/h. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc tập đoàn Sơn Hải thông báo cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bắt đầu thu phí từ ngày 26 tháng 4. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Cùng thời điểm cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo dự kiến thông xe, mức phí các tài xế phải chi trả khi vào tuyến mỗi lượt từ gần 82.000 đến 311.000 đồng, tùy loại xe cho quãng đường hơn 49 km. 1 km cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ có đơn giá là 1.669 đồng. Phương tiện thu phí được chia làm 5 nhóm: nhóm 1, xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe bus. Có mức thu phí thấp nhất là 81.904 đồng trên 49 km, xe nhóm 2 gấp 1,3 lần so với nhóm 1, nhóm 3 là 1,7 lần, nhóm 4 là 2,7 lần, nhóm 5 là 3,8 lần, tương đương với giá 311.234 đồng. Không cần dùng tiền mặt, tiết kiệm thời gian, công khai minh bạch, dễ dàng thống kê số tiền, số lượng phương tiện tại một điểm gửi xe. Đây là những thuận lợi ban đầu khi Hà Nội ứng dụng công nghệ điện tử trong việc thu phí ở một số bãi xe trong nội thành. Bất cứ xe ô tô nào ra vào bãi trong giữ xe Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đều không mất thời gian dừng chờ bởi trên xe đã tích hợp thẻ VETC và trừ tiền tự động như đi trên cao tốc. Paris cũng tự nâng lên khi hệ thống camera thông minh nhận dạng chính xác xe, biển số, thời gian gửi. Trước đây thì tôi gửi thì là thu bằng tiền mặt. Bây giờ là qua cái công nghệ mới này thì chúng tôi không cần phải trả tiền mặt nữa. Nó cũng rất thuận tiện và rất là nhanh chóng. Đấy, mưa nắng là không phải là thò ra khỏi xe trả tiền để thiết cả. Và ngồi trong xe là tự động, coi như là thanh toán. Đối với xe máy, người dân sau khi gửi xe và được phát vé gửi xe có mã QR, sau đó dùng điện thoại thông minh quét mã QR để thanh toán. Em thấy là cái việc mà dùng cái mã QR này thì nó khá tiện lợi. Cái nhất là nhiều khi mình trong túi mình không có tiền mặt. Đấy nên là nó sẽ tiện lợi hơn cái phần ý. Cái thứ hai là nó minh bạch. Nó kiểu trước đấy thì cũng có gửi một số cái bệnh viện rồi nhưng mà thường người ta không có tiền lẻ trả lại thì mình cũng thôi. Đấy thì em thấy cái này khá ok. Theo công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ điện tử và quản lý vận hành, khai thác các điểm đỗ xe có nhiều điểm thuận lợi cho khách hàng, không tiếp xúc, không cần dùng tiền mặt. Doanh nghiệp lại tiết kiệm chi phí quản lý, dễ thống kê, biết được công suất bãi xe, lượng xe, số tiền thu được mỗi giờ, ngày và tháng. Bây giờ mà hệ thống máy móc đưa vào rồi, thì hàng ngày như thế nào thì chỉ cần ngồi ở cơ quan, ở văn phòng, đúng không ạ? Tra cứu vào cái account của một điểm nào đấy. Tra cứu là điểm này ngày hôm nay xe ra vào như thế nào, thu bao nhiêu tiền, như thế là sẽ chính xác gần như là tuyệt đối. Việc thành phố Hà Nội triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ điện tử trong quản lý điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, qua đó tạo thói quen cho người dân không dùng tiền mặt, hướng tới triển khai thói quen này trong các dịch vụ công của thành phố.
Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản số 1921 về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 4.618 lao động, đạt 28,87% kế hoạch năm. Trong đó có 57 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 26% kế hoạch. Để đạt mục tiêu trong năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho trên 16.000 lao động. Trong đó có 220 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, liên tục thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tổ chức giao dịch việc làm cố định và lưu động đến tận cơ sở để người lao động biết, đăng ký nộp hồ sơ và tham gia. Tăng cường liên kết và mời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp để cung ứng lao động kịp thời, giải quyết việc làm tại chỗ. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật lao động để bảo vệ quyền lợi người lao động. Thời điểm này, hoa mai anh đào lại một lần nữa nở rực trên các tuyến đường ở thành phố Đà Lạt. Hiện tượng kỳ thú mai anh đào ưu ái khoe sắc như báo hiệu những điều tốt đẹp, hy vọng mới về sự phát triển hơn nữa về kinh tế xã hội, về cuộc sống tươi đẹp trong thời gian tới ở tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt cứ vào tháng 1, tháng 2 là thời điểm hoa mai anh đào nở rộ. Nhưng năm nay, lần đầu tiên hoa mai anh đào Phú Núi nở vào tháng 4. Trên các tuyến đường của thành phố Đà Lạt như Phó Đức Chính, Tường Phố, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Hồng Phong và dọc ven hồ Xuân Hương, mai anh đào nhuộm hồng sắc hoa đầy quyến rũ đã níu chân du khách yêu thiên nhiên và thành phố hoa xinh đẹp. Hiện tượng hoa nở trái mùa khiến du khách và người dân thích thú lưu lại kỷ niệm đẹp. Em lên rất là nhiều lần rồi đó, nhưng mà hôm nay lên thì thấy mai anh đào nở rất là nhiều, rất là đẹp. Mà tháng 4 nữa, hoa anh đào nở tháng 4 thì rất là hiếm nữa, rất là tươi mới, rất là đẹp. Quý 1 năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng khá. Khách du lịch đến Lâm Đồng tăng hơn 30%, trong đó khách quốc tế tăng 27,3%. Cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên ở các cơ quan đơn vị địa phương bảo đảm tốt cho nhiệm vụ chính trị. Dấu ấn và sự khởi sắc trên các lĩnh vực cũng như những bông hoa mai anh đào nở rộ, báo hiệu những điều tốt đẹp và sự phát triển mới của địa phương. Đây là lần đầu tiên tôi may mắn được chứng kiến cuối tháng 4 mà lại có đào rực rỡ. Vậy, đó là một cái điều đặc biệt. Con đường này không có cánh đào nào mà rực rỡ như lúc này. Và tôi hy vọng rằng Đà Lạt nói riêng phải phát triển hơn nữa để xứng tầm cái điều thú vị mà không có mảnh đất nào có được. Đà Lạt đẹp nhất khi thời điểm hoa mai anh đào nở rộ. Sắc hồng của hoa còn tượng trưng cho sự tươi mới, may mắn của mỗi người dân, du khách. Và đây cũng chính là thông điệp của hy vọng về một Lâm Đồng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Hiện diện tích trồng nho xanh toàn tỉnh Ninh Thuận khoảng 350 ha. Nhờ thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật, nhiều trang trại nho xanh tại Ninh Thuận đạt sản lượng cao trước thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua khảo sát, hiện giá nho xanh bán tại vườn có giá từ 35.000 đồng trở lên. Các điểm du lịch và các cửa hàng vẫn bán với giá từ 65.000 đến 80.000 đồng một kg. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng khuyến cáo người trồng nho cần bổ sung thêm kali, canxi để cây nho đủ dưỡng chất, không bị ảnh hưởng khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Về phía chi cục sẽ thường xuyên khảo sát, nắm tình hình các nhà vườn trồng nho, ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật nhằm tăng cường các giải pháp chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại trên cây nho. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hoạch hơn 80% diện tích lúa đông xuân. Theo ước tính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năng suất bình quân ước đạt 63 tạ trên 1 hectare, cao nhất từ trước đến nay. Cánh đồng xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, những bông lúa dài, trĩu hạt cho thấy lúa được mùa. Bà con nông dân phấn khởi thuê máy gặt lúa. Cô lùm là hết là tốn sầu. Nhưng mà trong đó là cô gạt được 5 sầu rồi, một sầu là lên cũng được một bô hơi bô ấy. Là cũng sau ra như năm ngoái là nó lên một bô hơi bô. Không chỉ ở huyện Mộ Đức mà hầu như các huyện trong tỉnh đều được mùa lúa. Tại huyện Nghĩa Hành, qua thu hoạch năng suất khá cao, nằm trong top dẫn đầu về năng suất lúa trong toàn tỉnh. Vụ lúa đông xuân 2023-2024, tỉnh Quảng Ngãi xuân giống 38.120 ha. Được mùa lúa ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi,
còn có sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong việc triển khai kế hoạch sản xuất. Với năng suất ước đạt 63 tạ mỗi hecta, cao hơn so với kế hoạch 1,3 tạ mỗi hecta, vụ đông xuân này Quảng Ngãi được mùa lúa, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông hiện đang thu hoạch điều chính vụ, lũy kế sản lượng thu hoạch khoảng 9.500 tấn, nhiều hơn 4.500 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dự kiến sản lượng điều năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết toàn tỉnh hiện có trên 15.400 ha điều. Tỉnh đặt mục tiêu sản lượng điều năm 2024 đạt 16.372 tấn. Tuy nhiên, dự kiến sản lượng không đạt, nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết. Đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh mưa ít, một số nơi khô hạn cục bộ, trùng vào thời điểm ra hoa đợt 2, đợt 3 của cây điều, dẫn đến các diện tích này bị khô hoa, rụng hoa, năng suất giảm nhẹ. Ngoài ra, do tập quán sản xuất, người dân chưa tập trung đầu tư thâm canh cây điều. Giá điều vài năm trở lại đây không ổn định, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên người dân hạn chế đầu tư. Diện tích điều già cỗi trồng bằng cây thực sinh, giống cũ chiếm tỷ lệ lớn. Việc tái canh cải tạo chưa được người dân chú trọng. Thưa quý vị và các bạn, để cung cấp nước cho những vùng đất nằm trên gò đồi mà hệ thống thủy lợi tự chảy không thể vươn tới, tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư nhiều trạm bơm điện để phục vụ sản xuất của bà con. Để phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, nhiều địa phương có đất canh tác hưởng nước từ trạm bơm đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và ít sử dụng nước vào sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thực hiện một cách triệt để. Điều này đã gây áp lực cho các trạm bơm trong thời tiết nắng nóng hiện nay. Canh tác trên vùng đất gò thường xuyên thiếu nước. Bà Hoa nhận thức được giá trị của nguồn nước từ trạm bơm Phước Thiện mang lại. Và nhiều năm nay, bà đã chuyển sang canh tác những loại cây trồng ít sử dụng nước. Vụ đông xuân vừa qua, bà Hoa liên kết với doanh nghiệp trồng 3 sào bắp giống, thu hoạch hơn 3,3 tấn, với giá thu mua của doanh nghiệp là 15.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình bà Hoa có lãi hơn 35 triệu đồng. Tôi là làm cây lúa cách đây 10 năm thì nó ngắn ngày hơn cây lúa mà nó được mình thu hoạch được cũng ngon. Giờ này thu hoạch xong rồi, giờ làm cây dưa. Giờ cây dưa thì nó ngắn ngày mà nó lợi nước hơn. Trạm bơm Phước Thiện cung cấp nước tưới cho khoảng 100 hecta vùng gò đồi ở thôn Phước Thiện 3. Qua vận động của chính quyền địa phương, đến nay hơn 500 hộ có đất sản xuất ở những vùng gò đồi đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ngắn ngày, đạt 100% diện tích hưởng nước từ trạm bơm. Năm nay thì Đảng ủy ban cũng tuyên truyền cho bà con công tác áp dụng khoa học kỹ thuật về cây nông nghiệp. Đặc biệt là phối hợp với chỉ đạo hợp tác xã Phước Thiện để kết hợp với các công ty sản xuất bao tiêu đầu sản phẩm như cây bắp nhân giống. Và kết quả của năm nay thì cơ bản cây bắp nhân giống đã đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Chúng tôi là cũng vận động bà con là làm những cái cây trồng nào mà nó coi như nó tiết kiệm nước được bớt mà hướng lợi cho bà con, chứ không có để mà làm những cái cây trồng kéo dài mà có cái sự bao tiêu của là các công ty. Theo số liệu tổng hợp của trạm Thủy Nông huyện Ninh Phước, đơn vị hiện đang quản lý 13 trạm bơm điện cung cấp nước tưới cho 428 hectare ở những vùng đồi cao với chi phí tiền điện vận hành mỗi tháng khoảng 300 triệu đồng. Thế nhưng, ở huyện Ninh Phước hiện còn 228 hectare vẫn tiếp tục trồng lúa, chiếm hơn 50% diện tích lấy nước tưới từ các trạm bơm, thuộc diện bắt buộc phải chuyển đổi cây trồng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới thì các địa phương cố gắng là vận động tuyên truyền bà con làm sao tiếp tục chuyển đổi thêm để làm sao nó đảm bảo cái tiết kiệm cái nguồn nước trong cái thời điểm mà nắng nóng hiện nay đang diễn ra rất là khó khăn về nguồn nước, và đảm bảo giảm cái nguồn kinh phí từ cái tiền điện cũng như là cái chi phí mà sửa. Để phát huy hiệu quả hệ thống trạm bơm được nhà nước đầu tư, còn có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp, các ngành trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, người nông dân phải nỗ lực tìm tòi học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình.
qua đó góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là ổn định sản xuất trong giai đoạn nắng nóng như hiện nay. Vừa rồi là bản tin buổi sáng, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5m, biển bình thường. Vừa rồi là dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Kết nối những yêu thương. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Quý vị và các bạn, chương trình Kết nối những yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với gia đình bà Nguyễn Thị Mãi, 67 tuổi, ở thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Chồng và con bà Mãi đều bị bệnh hiểm nghèo, còn bà mất sức lao động, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để chạy chữa cho chồng con. Căn nhà là tài sản duy nhất của gia đình, bà cũng đã bán nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị bệnh cho chồng và con. Con trai út của bà Mãi từng là trụ cột gia đình. Hằng ngày đi biển để kiếm tiền nuôi cha mẹ già. 2 năm trước, anh không may bị áp xe gan. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi để chạy chữa cho anh. Nhưng bệnh tình của anh vẫn chưa thuyên giảm và sức khỏe ngày một yếu. Tai ương lại tiếp tục ập đến với gia đình khi cách đây vài tuần, chồng của bà Mãi phát hiện bị hở van tim 3 lá. Hiện đang nằm điều trị tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí phẫu thuật lên đến 150 triệu đồng. Trước những biến cố lớn, bà Mãi chỉ biết vay mượn tiền để cứu lấy mạng sống cho chồng, cho con, rồi bán luôn căn nhà để trả nợ. Đi vay người ta, vay tiền người ta, cho nên là không có tiền trả, mới qua bên này mới bán cái nhà, không có đủ. Qua bên này mướn cái nhà đây ở là 1 năm là 6 triệu. Nhà mẹ già mà đi làm không được, ngán thì đi làm không được, cái thấy trong lòng nó buồn, không giúp được cha cho mẹ gì hết. Bệnh áp xe gan của con bà Mãi cần được điều trị trong thời gian dài. Còn căn bệnh hở van tim 3 lá của chồng bà Mãi phải phẫu thuật và điều trị tích cực mới cứu được mạng sống. Nhưng giờ, bà Mãi đã lớn tuổi, lại bị tiểu đường và huyết áp cao, đã mất sức lao động, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để lo cho chồng và con. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm giúp gia đình bà Mãi vơi bớt khó khăn, có điều kiện chữa bệnh cho chồng, cho con và cho cả bản thân mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824 206, 0949 965 339. Vừa rồi là chương trình Kết nối những yêu thương. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Hoàng Phát sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hằng. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên chuyên trang kinh tế, báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, gạo Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Singapore. Theo cơ quan quản lý doanh nghiệp của Singapore, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang nước này đạt kim ngạch trên 36 triệu đô la Singapore, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ cũng chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính giúp Việt Nam trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng khuyến cáo cần sự phối hợp, góp sức của các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác gạo giữa hai nước có thể sẽ là công cụ hữu hiệu để duy trì vị thế số 1 của sản phẩm gạo Việt Nam tại thị trường Singapore thời gian tới. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải bài viết đề xuất tăng mức hỗ trợ để giữ đất lúa. Bài báo cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất tăng mức hỗ trợ gấp đôi nguồn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ giữ đất trồng lúa tại các địa phương.
Theo tờ trình dự thảo, hiện nay người trồng lúa được nhà nước hỗ trợ để hạn chế chuyển đổi, nhưng theo phản ánh của nhiều địa phương thì mức hỗ trợ hiện nay còn thấp, thủ tục phức tạp. Do đó, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng trên 1 hecta hiện nay lên 2 triệu đồng trên 1 hecta mỗi năm với đất chuyên lúa, từ 500.000 đồng trên 1 hecta hiện nay lên 1 triệu đồng trên 1 hecta với các loại đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương, mở rộng tự phát, không theo quy hoạch. Ngoài hai mức hỗ trợ trên, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn còn đề xuất hỗ trợ thêm 3 triệu đồng trên 1 hecta mỗi năm cho vùng quy hoạch trồng lúa cần bảo vệ hoặc cần hạn chế chuyển đổi để áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế từ ngày 22 tháng 4 là thông tin được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, từ ngày 22 tháng 4 sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID tại thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút. Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Phần cuối chương mục điểm báo sáng nay là thông tin đăng tải trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, tăng giám sát xe dù, bến cóc, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định. Đặc biệt thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, chỉ đạo các bến xe xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải khách, huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải, hướng dẫn hỗ trợ ưu tiên hành khách ra vào bến được thuận tiện trong mua vé, sử dụng các hình thức bán đặt vé trực tuyến và qua điện thoại, niêm yết công khai và có biện pháp phòng chống đầu cơ buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chợ đêm du lịch Ninh Thuận. Để xem nơi đây có
cũng được chiêm ngưỡng rất là nhiều gian hàng mang đậm nét Ninh Thuận, ví dụ như là những gian hàng bán về những sản phẩm thổ cẩm của người Chăm. Ngày mới làm việc nhiều niềm vui. Khánh Hằng và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 23 tháng 4 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mưa dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều tối vùng giáp tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải Thuận Bắc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước Thuận Nam mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, chiều tối, vùng giáp tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường.